Một nàng thơ, hai, ba nàng thơ. Cứ đi một bước tại khu vực Hồ Gươm, lại bắt gặp một tốp các bạn nữ xúng xinh áo dài, thi nhau chụp ảnh cùng rất nhiều họa cụ tỉ mỉ, cầu kỳ. Ai cũng có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, mong muốn có một bộ ảnh thật đẹp để sống ảo cho dịp Tết sắp tới. Dạo gần đây thì cái trend mà mặc những bộ áo dài để lên Hồ Gươm chụp ảnh và lên những nơi cổ kính đang hot ở trên TikTok cũng như là các mạng xã hội. Thì em cũng muốn là lên trên Hồ Gươm hay là những cái địa điểm như là Văn Miếu Quốc Tử Giám hay là Hoàng Thành Thăng Long để chụp những bộ ảnh. Tại vì nó cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, em cũng muốn có những bộ ảnh trông thật là xinh tươi. Nhất là xem trên mạng thấy mọi người chụp rất là đông và thấy cái vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam ấy ạ. Nhưng mình cũng muốn là được một lần mặc lên bộ áo dài đi chụp ở một nơi là Hồ Gươm. Hôm nay là bọn em đã hẹn nhau là từ sớm để đi chụp một bộ áo dài Tết. Để thứ nhất là em phải đăng trong Tết này, thứ hai là em thường đăng trên TikTok, Facebook hoặc là Insta. Em thấy nhiều người chụp ảnh cùng nó cũng vui, nhưng mà khi mà bọn em giơ máy chụp ảnh mà có quá nhiều người thì giơ máy lên cũng khó có đủ bức ảnh ưng ý ạ. Em cũng khá là thích kiểu concept Hà Nội xưa ấy ạ. Em chọn Tết Mai ở áo dài màu trắng. Thực ra thì bộ đồ là em đi thuê, còn hoa là em đi mua. Cái việc đi đôi guốc này với lại bộ áo dài thì là em thích từ trước rồi ạ. Nhưng mà tại vì là đến bây giờ em mới có dịp để em mặc. Nhìn các bạn trẻ diện những tà áo dài xuống phố khiến cho cảm nhận về không khí Tết càng trở nên gần gũi, cùng những cảm xúc mong chờ, háo hức trước thềm năm mới.